Giao thừa kiêng gì? Top 8 những cái điều không nên làm vào đêm giao thừa. Xin chào mọi người. Vào cái đêm 30 Tết thì người dân Việt chúng ta có bắt đầu có cái việc chuẩn bị lễ cúng giao thừa này. Cái lễ giao thừa này thì được xem như là phong tục quan trọng nhất năm và đánh dấu việc chúng ta tiễn đưa cái năm cũ và chào đón một năm mới đấy. Vì vậy người xưa quan niệm vào cái ngày này, cái thời khắc này thì mọi người chúng ta trong gia đình phải cẩn trọng, chú ý mọi cái lời ăn này, tiếng nói này và hành động của mình để giúp một năm mới đến thuận lợi, may mắn, tài lộc nhất. Vậy chúng ta cần phải kiêng cữ như thế nào? Cái điều đầu tiên ấy, đầu tiên đó chính là việc kiêng kỵ cãi nhau trong cái đêm giao thừa. Giao thừa cãi nhau, tức là cả năm cãi nhau, là cái không khí không vui vẻ và gây những cái hiềm khích không tốt đẹp để chúng ta đón năm mới. Nói chung năm mới phải hòa thuận, bình an. Vậy chúng ta cần phải tránh việc cãi nhau, cãi vã. Tết là ngày vui nên chúng ta đừng để những cái xích mích, hiểu lầm giữa các thành viên hay mọi người trong gia đình với nhau mà làm mất đi cái không khí tươi vui của ngày Tết này, đầm ấm này, yên bình. Ngoài ra, theo người xưa, cãi nhau tức là thể hiện cái sự không thành ý đối với tổ tiên, ông bà. Vậy nên gia đình sẽ không được bề trên phù hộ nữa. Vậy nếu mà các bạn chúng ta có gì mà không hài lòng nhau này, thì không vui vẻ, có cái gì tranh chấp thì chúng ta hãy bỏ qua để chúng ta đón một năm mới hòa thuận, bình an và tươi vui nhất nhé. Thứ hai là kiêng nói những cái lời xui, lời không may. Những lời nói hàm ý trực tiếp hay là gián tiếp mà nó không hay, ám chỉ những cái vận đen này, sự xúi quẩy, những cái từ thể hiện cái sự thiếu thốn này, thiếu hụt này, ví dụ như là hết này, hết gì đó này, hay là thiếu cái gì đó này, rồi những cái niềm xui về những cái bệnh tật này, ốm đau này, mất mát, thua lỗ, chia tay, nói chung là những cái điều mà không tốt đẹp ấy, thì chúng ta không nên nói và cũng không ẩn ý, và chúng ta chỉ nói những cái chúc tụng nhau hay nói những cái lời mà tươi đẹp này, nói về cái tương lai mà nó lạc quan, vui vẻ, nó cái tương lai rộng mở ấy, sáng đẹp. Vấn đề thứ ba ở đây là chúng ta cần phải lưu ý là tránh việc bị đổ vỡ. Người xưa tin rằng nếu mà trong cái đêm giao thừa chúng ta làm đổ vỡ những cái đồ vật dụng này, đồ đạc này, vỡ gương này, vỡ chén bát này, hay là cốc chén ấy, đĩa đấy, hay là ai đó gây ra những cái tiếng động mà bất thường lớn thì sẽ đánh thức ma quỷ và khiến cả năm đấy không yên, rạn nứt và không suôn sẻ. Vậy nên tóm lại là chúng ta tránh cái việc đổ vỡ, rơi vãi, âm thanh tiếng động lạ mạnh để chúng ta đón một năm mới nó hài hòa, nó yên bình, tránh những cái điều không hay có thể xảy ra. Vấn đề thứ tư là kiêng soi gương. Giao thừa tức là vào nửa đêm, mà vốn dĩ nửa đêm mọi người rất là hay kiêng cữ vấn đề mà liên quan đến cái gương ấy. Vậy nên chúng ta cũng tránh việc soi gương, bởi vì người ta cho rằng soi gương thì dễ nhìn thấy ma quỷ và năm mới sẽ không còn những cái điều may mắn vui vẻ nữa. Vậy nên chúng ta tránh đặc biệt soi gương vào nửa đêm 12 giờ đêm giao thừa. Vấn đề thứ năm là kiêng phơi quần áo ngoài trời đêm, đặc biệt là giao thừa. Bởi vì là trước khi mà chuyển giao sang năm mới thì mọi thứ sẽ được thanh lọc này. Việc chúng ta phơi quần áo ngoài trời đêm thì nó sẽ dẫn đến một số những cái điều không may mắn này, xui xẻo, ma quỷ ẩn lấp này. Đó là những cái quan niệm mà tâm linh, nói chung là chúng ta cứ cần phải tránh thôi. Ngoài ra theo khoa học ấy, mà chúng ta phơi quần áo ẩm ướt ở ngoài trời thì sương xuống thì nó cũng gây những cái vấn đề về sức khỏe nữa. Vậy nên các bạn chúng ta lưu ý đặc biệt hơn, vào cái đêm giao thừa thì chúng ta có giặt quần áo, phơi thì chúng ta nên phơi vào trong hiên nhà và bên trong mái hiên, tránh việc chúng ta phơi ở bên ngoài. Có phơi bên ngoài thì chúng ta phải cất vào nhé, để đảm bảo vấn đề về kiêng cữ giao thừa này, cũng như là để đảm bảo cho vấn đề về sức khỏe nữa. Điều thứ 6 là kiêng vứt rác đêm giao thừa. Mùng 1 đầu năm là mọi người là sẽ kiêng đổ rác này, kiêng quét rác, vứt rác ra ngoài ấy. Bởi vì cái thời điểm này nó sẽ
không được tốt, bởi vì không khác là việc chúng ta vứt đi những cái may mắn tài lộc của gia đình mình trong cái năm mới. Vậy nên là chúng ta cần phải lưu ý trong việc vứt rác quét nhà trong đêm giao thừa cũng như là mùng 1. Vấn đề thứ bảy, mọi người thường mách nhau là phải tránh việc là chúng ta ăn vội vã quá trong cái đêm giao thừa. Tức là sao? Đêm giao thừa thì thường gia đình chúng ta sẽ có việc là chúng ta ăn uống với nhau để đón năm mới. Thì các bạn chúng ta nên ăn từ tốn này, vui vẻ bên gia đình để tận hưởng cái thời khắc sang năm mới. Tránh việc chúng ta ăn uống một cách vội vã, nhanh nhỏ quá là không nên, mà chúng ta từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng để chúng ta thư thái nói chuyện với nhau và chúc tụng nhau những cái lời tốt đẹp, tốt lành. Thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tài lộc trong năm mới của các bạn nhé. Điều thứ 8 ấy, đó chính là kiêng quan hệ, tức là quyền ân ái nam nữ. Cái việc này hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết nhé. Trong đêm giao thừa thì theo quan niệm là mọi người sẽ kiêng cái chuyện ấy, chuyện gần gũi cả vợ chồng hay nam nữ. Vậy nên chúng ta biết để chúng ta nhẹ nhàng và chúng ta tránh nhé. Vậy là mình đã chia sẻ các bạn chúng ta về 8 cái điều kiêng cữ rất là quan trọng trong cái đêm giao thừa. Ngoài ra các bạn chúng ta cần biết việc chúng ta cần và nên làm trong cái đêm này để đón một năm mới thật là may mắn và an lành ấy, là gia chủ chúng ta, gia đình thì phải mở tất cả các cửa trong nhà để đón những lọc mới vào, không khí mới vào, may mắn vào trong nhà chúng ta và xua đuổi đi những cái điều tiêu cực. Và chúng ta nói những cái lời hay, ý đẹp này, mặc bộ quần áo mới tươi sáng này, may mắn này. Chúng ta kiêng mặc đồ đen hoàn toàn nhé, hay là một trắng một màu. Và chúng ta mặc những quần áo vừa hợp mà với màu sắc của ngày Tết và hợp với phong thủy mệnh của các bạn nữa. Vậy thôi, nếu các bạn chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào có thể để lại ở phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.